Thì Kiệt lên mạng 2 năm nay là mong quý vị vậy đó, là lấy hồ thiên, học Phật, đọc chú Đại Bi, thuộc lòng Đại Bi. Thì lúc mà mình bị Covid, nằm trên giường 2 tuần không gặp ai, hay là bị cách ly, hay là những lúc mình buồn chán thiếu nợ rồi tiền lãi tiền lời gì nó đòi mà không có tiền, mình cứ đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Bồ Tát Bồ Tát, mình đọc một biến Đại Bi có 2 mấy phút, 2 phút mấy chứ, mình đọc chừng 7 biến liên tục mỗi ngày, tự nhiên thần lực của mình nó build up ra cái energy. Mỗi lần mình đọc nó cũng giống như cái đồ mà cái máy chạc pin điện thoại vậy đó, ghim vô nó chạc điện lên thì người của mình nó có mạnh lên, cái thần lực mạnh lên. Thì mình quên đi cái tiền lãi tiền lời, mình quên đi con cái nó làm mình bực bội, rất là có lợi, đâu có hại gì đâu. Rồi sức khỏe của mình lên nữa, rồi tự nhiên cái mình đọc xong cái mình thấy phấn khởi lên, có rồi mình nghĩ đi chỗ này coi vui, chỗ kia vui, đi nhìn cỏ xanh đồ nước đồ không, rồi thấy thằng chồng xấu như ma cũng thành đẹp trai nữa. Đó là đọc chú Đại Bi nó có lợi như vậy, không có gì mất hết. Anh Tám nói Trung cộng Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Việt Nam mới thoát cộng được nhé anh Kiệt. Cái này hồi xưa Kiệt cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cơ vận mỗi một ngày đi khác. Những gì Kiệt nói là 80% nha quý vị, 20% là hội đồng chư Phật ở trên trời, tất cả chư Phật và cha là người quyết định cuối cùng. Thì sao gần đây nè, cách đây không đầy 4 tuần thì Kiệt thường đứng ngồi nói chuyện với bề trên á, thì trên cho được biết á là Nga nó có đánh với NATO hay không, hay là Trung Cộng có đánh Đài Loan hay không, nước Việt vẫn là nước Việt, vẫn phải thay đổi, mà thay đổi kiểu nào mình không biết, biến chất kiểu nào mình không biết. À, thì đó là Kiệt hiểu là như vậy. Tại vì Thượng Đế và các chư Phật không bao giờ muốn cho người của mình trả thù, cũng giống như thời 75 bắt máy bắt HO đi học tập cải tạo, hay là bên này thù bên kia. Nếu nó sẽ thù truyền kiếp á, thì biết chừng nào mới hết hận thù. Cho nên trong những thời đại kế tiếp, tất cả các bác Trọng, bác gì ta, bác Ninh, bác Nguyễn Thiện Nhân, bác gì, bác nào không biết, một đống bác mà ra phi trường mà gọi Kiệt là Kiệt sẽ ra phi trường rước mấy bác, tức có nghĩa là mấy bác sẽ hạ cánh an toàn hết. Đó là lời cam kết của trên. Nhân loại của mình không ai có tư cách có quyền xử người ta, chỉ có Thượng Đế mới có quyền. Trở lại cái câu chuyện hồi nãy Kiệt nói, mỗi người mình đều là đóng vở kịch, có người phải đóng kịch màn này đóng màn kia, cái nước Việt nó bị nghiệp. Tất cả các những người mà đóng màn đóng vai vai ác á, họ cũng có cái nỗi khổ của họ vậy. Nhiều khi họ đi về chảnh họ được thưởng nữa đó. Chứ nhưng ngược lại, ở trong bộ chính trị và ở trong cái cõi đời của mình, con cháu ma quỷ nó cũng trà trộn trong đó. Nó cũng có cái đó nữa. Thì Kiệt đang nói về cái phần mà những người đóng vai giống như là để mà cái màn chuyển chuyển tiếp cho nó nhẹ nhàng, không có giọt máu đổ đó. Là Kiệt đang nói cái đó, không có trả thù, hạ cánh an toàn, không ai đủ tư cách để phán xét người khác hết, trừ khi cha với Phật thôi, nghiệp quả. Richard Quỳnh hỏi chào anh Ngô Tuấn Kiệt, Tam Thánh Tòa ở cõi vô vi có bầu cử không anh? Câu này hay nha, tôi cũng chưa biết, để tôi hỏi. Nhưng mà nếu mà anh tu anh hành Phật đó, thì anh tranh cử vô anh cũng làm trong hội đồng, nó cũng như quốc hội vậy đó. Anh cũng là nhiều Phật càng tốt, đâu có nhiều sao. Bữa giờ mình không biết ở ngoài cõi kia có mấy tỷ Phật, nhưng mà anh là hành Phật, anh thêm một người nữa đâu sao, gắng tu đi. Thì anh sẽ biết rõ hơn. Còn tôi mang sắc phàm tôi quên hết, chỉ có cái kim